Cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí THP 2024. Đa dạng, đặc sắc, quyết tâm. Đó là những gì mà các thí sinh của cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí THP 2024 đã thể hiện qua các vòng thi vừa qua. Điều gì sẽ chờ đợi khán giả ở vòng chung kết sắp tới qua phần tranh tài của 24 tiết mục ở các thể loại nhảy múa, ca hát, trình diễn thời trang, dẫn chương trình và biểu diễn nhạc cụ? Ai sẽ là người giành được ngôi vị quán quân và nhận giải thưởng 100 triệu đồng từ cuộc thi? Mời quý vị cùng đón xem đêm chung kết cuộc thi phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2024 trên các kênh sóng và nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trường Liên cấp Alpha hân hạnh đồng hành cùng cuộc thi.